Chị ơi, tại sao chị lại lựa chọn thiết kế và bán thời trang trẻ em ạ? Chiếc váy xinh đẹp nhất trong tuổi thơ của mình cũng là kỷ vật cuối cùng mà mẹ dành tặng cho mình. Thế nên mình muốn có thể thiết kế ra thật nhiều chiếc váy xinh đẹp cho thật nhiều bạn nhỏ. Mẹ! Bun! Cháu chào bác. Bác là... Chị Ngông đã cứu con, đã xua đuổi lũ bắt cóc con đi nên ông mới bị đánh mẹ ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Mà bác bị thương rồi, để cháu lấy thuốc hoa cho bác nhé. Con gái. Ông không thể nào. Ông đã bỏ rơi mẹ con tôi trong lúc khó khăn nhất. Lúc mẹ tôi ốm đau bệnh tật, ngay cả lúc mẹ tôi mất, ông cũng không về nhìn mặt mẹ tôi lần cuối. Bố xin lỗi, là tại bố ích kỷ. Không, trong mắt tôi, bố tôi đã chết từ lâu rồi. Ông đi đi. Bố xin con hãy tha lỗi cho bố. Cái thân già này cũng chẳng cần sống nữa. Nhưng xin con hãy rộng lượng và cứu lấy em của con. Nó bị ung thư, cần tiền chữa trị. Tuy không cùng mẹ, nhưng cũng là máu mủ ruột già. Mong con hãy cứu giúp em nó. Không, tôi không muốn nghe cái gì hết. Ông đi đi, ông đi đi. Mà dù sao cũng cứu con mà, mẹ đừng đuổi ông đi. Tôi đồng ý giúp, nhưng những chuyện ông đã đối xử với mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên. Ông cầm lấy, cứ đi đi. Bố cảm ơn con.